Đỗ Đức Hiền kính chào quý vị. Hôm nay là ngày 6 tháng 1 2019. Thì tôi đang ở tại xưởng cưa. Thì chúng tôi vừa mới nhập về lô gỗ mun để làm bàn thờ cho một bác ở trong Sài Gòn. Khi chưa sơ chế thì nó nhìn thế này. Ra ngoài ánh sáng mình nhìn đây. Sửa chưa đi ăn vào Tết. Cái xa xa kia là Đỗ Đức Hiền. Còn tôi thì đang đứng ở xưởng xẻ gỗ. Đây là lô gỗ mun mới nhập này. Để làm bàn thờ cho một bác ở trong Sài Gòn. Bác đặt để trước Tết đấy. Thời gian thì rất là gấp nhưng chúng tôi vẫn làm cho bác kịp chơi Tết ạ. Video xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị.